chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô được qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Nếu mà các anh chị đang có nhu cầu tìm một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi đi lại gia đình máy dầu nữa thì lấy ngay xe này, Kia Sedona đời 2019 các anh chị, máy dầu 7 full màu trắng nhé. Màu trắng này là anh chị tìm cực kỳ nhiều luôn. Hôm giờ bên Mai còn màu đỏ nhưng mà rất là nhiều khách hàng lại chỉ hỏi màu trắng thôi, nên anh chị nào đang tìm màu trắng thì tranh thủ chốt ngay xe này nhé. Ở đây thì có cảm biến quanh xe cho mình, cụm đèn bi led nè, cực kỳ sáng luôn. Xe này thì rộng lắm, cái đầu siêu dài các anh chị. Phần sơn xi quanh xe thì con này cũng còn tương đối nha, có sơn dầm không thể tránh khỏi rồi. Xe này đi được khoảng tầm hơn 60.000 nha. Vỏ Michelin các anh chị nè, gai vỏ còn tương đối, còn gai gió luôn nè, mâm đúc hợp kim, mà thấy mâm cũng không có trầy xước gì hết. Đăng kiểm, ui chói quá không thấy gì hết. Đây 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 các anh chị coi, Mai đăng kiểm trên này nha. Xe thì có dán phim rồi nè, tại vì con này thì rất là dài nên sẽ có cảnh báo điểm mù cho mình trên này luôn. Dòng Sedona này thì khá quen thuộc rồi, vì bên Mai cũng về rất là nhiều và Mai quay video cho các anh chị cũng rất nhiều rồi. Quan trọng là về chất xe còn đẹp hay không, tình trạng của chiếc xe như thế nào thì Mai sẽ quay chi tiết cụ thể cho các anh chị mình xem ưng xe là chốt liền ha. Phần da ghế cũng còn đẹp, các anh chị còn tương đối nè. Ở đây thì Mai thấy nó cũng có hơi chóc chóc nhẹ nha. Xe như nào tải cho các anh chị như vậy để lên xem xe đúng vậy, chứ không có bị mà lên xe em xe rồi phát hiện chỗ này chỗ kia nó không hay ha. Cho các anh chị xem luôn vỏ sau với Mai nè. Vỏ sau gai vỏ cũng còn tương đối các anh chị, vỏ của Yokohama nha. Đét vỏ là tuần thứ 06 của 2021, mâm cũng không có trầy xước gì hết. Rồi phía sau có cam lùi, có cảm biến lùi, máy dầu CRD, bản Luxury. Bản này là bản máy dầu, bản full rồi đó các anh chị, đời 2019 đó, cái bản này là bản full option rồi đó. Gầm bệ cũng còn đẹp ha. Cốp điện nhẹ nhàng luôn. Xe này thì các anh chị biết sao, nó được cái cốp á, thì khi mà các anh chị có đi full người thì mình vẫn để đủ được 7 hành lý cho 7 người, như Fortuner hay Innova hay những dòng xe Everest chẳng hạn. Thì khi các anh chị đi full người thì phần cốp hành lý phía sau chỉ còn một tí xíu như thế này thôi. Cái hõm như thế này là các anh chị chất cho My Valley chồng lên là vô tư luôn. Anh chủ cũng làm cho mình cái ốp lưng như thế này, thì nếu các anh chị không có sử dụng á, mình gập cái này bằng xuống luôn. Cái này gập bằng xuống luôn được, tay mà hơi yếu mà không có gặp được nè. Các anh chị muốn xem hình ảnh mà gập bằng xuống thì inbox cho Mai ha. Gập bằng xuống luôn thì cái không gian để đồ nó là siêu rộng các anh chị. Đây, ở tiêu hao nhiên liệu ở phía trên này, nó chỉ khoảng tầm máy dầu 2.2 số tự động, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 7 lít rưỡi cho 100 cây nha. Cái này thì thông số nhà máy, các anh chị có thể tham khảo thêm số liệu thực tế trên các diễn đàn. Ở đây trần cái phần sàn thì anh chủ cũng ốp như thế này nè. Cái này nó giả gỗ các anh chị, nó giả gỗ, gỗ luôn nè, ốp gỗ như thế này luôn nè. Đấy, nên là nhìn cái sàn nó rất là sạch sẽ, rất là sang trọng. Cái hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có luồng giờ ghế giữa như thế này. Còn nếu các anh chị mà đi đâu cần 8 người á, mình có thể đội thêm cái ghế súp ở cái luồng giữa này nè. Cái cửa lùa điện hai bên dàn lạnh thì mình sẽ có một cái vùng độc lập riêng phía dưới này, và mỗi hàng ghế đều có hộp gió làm mát cũng như là cửa sổ trời riêng cho ở phía sau. Thường thì xe này hai ghế này sẽ dành cho chủ tịch nè, đối tác nè, phía sau thì sẽ là nhân viên, thư ký đồ để đồ đó ha. Tiện nghi cực kỳ, cửa lùa này các anh chị chỉ cần bấm nút cái là nó chạy vô rồi. Ui, đạp xuống cả tới. Đây, ghế lái chỉnh điện này, có nhớ ghế này nó trôi tới rất là nhẹ nhàng luôn. Các anh chị xem ha, bốn cái kiến là điện hết, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, cảnh báo điểm mù cân bằng điện tử nhé. Odo là 62.000 km các anh chị. Ở trên này những cái phần nè, chi tiết hao màu trên vô lăng thì mà thấy còn tương đối đẹp, có cruise control đàm thoại rảnh tay cho mình luôn nha. Phần táp lô có dính keo nè, dính keo thôi, cái này cho vệ sinh ra được không vấn đề gì hết. Có camera hành trình rồi, cam màn hình dưới này thì màn hình theo xe nha. Dàn lạnh phía trước này sẽ là hai vùng độc lập, có sạc không dây luôn. Và hai cái ghế trước này thì mình sẽ có chế độ làm mát nên ngồi nó sẽ thoáng lưng lắm các anh chị. Có sấy vô lăng nè, có phanh tay điện tử và có auto hold, có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cho mình nữa. Hai cửa sổ trời này thì còn hoạt động tốt bình thường nên các anh chị mình yên tâm. Xe bên Mai thì trước khi đưa về bán đã được kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới đưa ra bán cho các anh chị nên yên tâm ha. Và ở đây thì các anh chị đang xem video của một chiếc xe mộc mạc, chưa vệ sinh, chưa dọn rửa và với mới vừa về chiều hôm qua luôn. Đấy, mà tranh thủ quay sớm cho các anh chị có thông tin sớm, chất sớm nha. Rồi, câu qua phần máy. Xe bên Mai thì cam kết cho các anh chị mình rồi, không tai nạn, không ngập nước, không đậy tô động cơ hộp số, nên các anh chị cứ đưa vào chính hãng test thoải mái đúng cam kết thì mình nhận xe, thanh toán ký mua bán nhé. Xe này 2019 thì mình còn hỗ trợ trả góp được luôn. Tài chính thì con này chắc khoảng tầm loanh quanh 350 là các anh chị lấy xe được rồi. Quan tâm chi tiết thủ tục góp thì liên hệ với Mai. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là chưa tới 900 các anh chị, 800 mấy.
Giá bán chính xác sẽ để trên màn hình cũng như dưới phần comment cho các anh chị mình nhé. Hiện tại thì Serena Mai đang còn 2 xe nữa. Một chiếc màu đỏ đô đời 2018 giá là 836. Một chiếc màu đỏ tươi đời 2020 giá là 926 các anh chị. Hai xe đó thì đang ở trưng bày phía trước đó. Các anh chị nào mà quan tâm thì có thể ghé qua Fatka, hoặc là mình bấm đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới mà có đăng video xe cho các anh chị mình rồi. Còn yêu thích video này nhớ cho Mai xin một like nhé. Hiện tại thì bên Mai cũng đang cần thu mua rất là nhiều xe qua sử dụng. Các anh chị có xe không có nhu cầu sử dụng nữa thì để lại cho Mai nhé. Cứ gửi hình ảnh thông tin qua cái số Zalo bên dưới mà sở trợ định giá xe miễn phí cho mình. Không bán không sao, nhưng nhớ check giá xe tại Fatka trước khi quyết định bán để chắc chắn rằng mình bán xe đúng giá nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.